Rồi có một lũ quái nó nhảy múa ở kia, qua thế nào bây giờ? Thôi chạy liều nhá. Đừng 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 có đá vào tao, đừng có đá vào tao. Đừng có đá vào tao. Hay quá, thoát rồi. Yeah. Tí nó thì chết. Ú vẫn còn này. Vãi, nó chạy thẳng vào mặt. Ú thối mồm luôn ạ. Nhầm rồi. Đâu? Đội hình có gì đó nhầm lẫn rồi. À đây đây đây, mình nhầm. Thằng nhóc đeo tăng tăng pháp thuật cho anh chị nào. Rồi ơi, cho chú với chị chứ. Thôi là bạn bè đi, con này chắc con bé Vanille chắc bằng tuổi Hốp. Mình không biết được là ngày xưa nó bao nhiêu tuổi hay là nó đã sống được bao nhiêu năm trên cuộc đời này, nhưng mà hiện tại thì nó lại... mình nghĩ nó bằng tuổi cho con gái thì nó dậy thì sớm, trông nó lớn lớn thôi. Đâu rồi nhở, ra quẩy thôi. Giờ khỏe vãi mẹ ra. Ui dồi, máu 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 máu. Ô mà tại sao chúng ta không đánh cái con đang nhảy múa ở kia nhỉ? Thôi, đằng nào con này sắp xong rồi. Ok xong rồi, xử lý con kia thôi. Nhưng mà con này cũng ngu, nó làm yếu giáp của ông Sa, mà ông này bị yếu giáp rồi đấy, nhưng mà nó không đánh ông này, nó đánh con Vanille. Đúng là boss. À boss, chứ không phải là boss, boss là trùm, còn boss là máy. Trí tuệ của nó không được cao cho lắm. Éo đánh nhau, xin chào mày, xin tạm biệt mày. Tao đi đây. À, điểm đến đây rồi. Lightning, chúng ta gặp lại rồi. Chào mừng đến với bữa tiệc. Chị có nhớ bọn em không? Cười một tí thì chết người à? Ôi dồi ôi, chết thật, ốm nặng quá. Tân trang lại đội hình ấy, đội hình mỗi lần nó thay đổi lùng củng lắm. Tại vì cái nửa đầu của game này khi mà nghĩa là mọi người còn chưa đoàn kết với nhau, chưa phải là một team thực sự ấy, thế nên là mình chưa sắp xếp đội được, nó chưa có chức năng đấy. Cái này ông này là phép Lightning. Ok, đây là đội hình tấn công chính. Ờ cái này được. Cái này cũng được. Cái này cũng được. Được. Mình duyệt cái đội hình đấy. Có lẽ là nó xếp nó cũng tính toán đầy đủ cả rồi. Ơ ông này là ông này lại là trùm à? Này là đội trưởng trong cái đợt team này à? Mình điều khiển ông này này, mình ghét ông này lắm. Úi dồi, tí nó nhảy vào mồm nhá. Ô con này đứng giữa đường này, phải đánh rồi. Vãi cứ sợ ba con. Mình nghĩ là nên vả chết một con trước rồi niệm phép với hai con kia thì nó nhanh hơn. Đấy, Lightning cứ chém ai thì chém. Tôi sẽ tăng lợi thế lên cho đồng minh. Tăng đam cho Lightning này. Cố lên. Vả chết nó đi. Chết rồi, hồi máu khẩn cấp, hồi máu khẩn cấp. Thế là đẹp. Úi dồi, búp hết cho Lightning. Ui, đấy, phải như vậy, nó 5 sao là ở chỗ đấy đấy. Trời ơi. Búp hết lợi thế cho Lightning, hai con còn lại nhanh hẳn nhé. Nó làm cái cầu thang trong lòng ngàng rắc rối nhỉ. Mình biết là các nhà làm game họ rất sáng tạo, nhưng mà
đời thường nói thẳng nói một cách bậy bạ ra thì bố hay dở hơi như vậy. Tự nhiên rảnh hơi thiết kế một cái hệ thống cầu thang, úi giời ơi. Ở trên này có đường bí mật này. À đây đường tắt, đường tắt. Đấy, đi vòng qua đỡ phải đánh nhau. Đợi cháu với. Giang Ninh còn phải đi sau mình cơ. Mình đang đi đầu à? Ôi, chỗ kia trống trải. Mình nghĩ là nên save game lại một chút. Đề phòng đoạn tới đánh boss nhỡ chết có ngày. Đi tiếp nào, đi tiếp nào, đi đi. À, hình như đây là cái thằng máy, cái máy đào đường. Mình không nhớ là máy khoan hay là máy cưa gì đấy, nhưng mà đại khái là đó là cái cỗ máy công nhập. Được rồi. Cỗ máy của Boons. Ừ, đúng là đào đường thật, nó có cái, nó có cái gì nhỉ? Cái tay, nói chung là cái máy làm việc. Bây giờ phải xử lý cái máy này à? Có lẽ là phải scan nó một lần. Ủa vãi, nó khỏe đấy. Ôi, vật lý với phép đều nó đều không sợ thì làm ăn gì. Đội hình búp. Tôi vừa tăng máu vừa búp cho các người luôn ấy. Lai Ninh hồng chóe lẹ. Đủ các loại hiệu ứng cho lên người này. Sướng bỏ bà được. Tôi bơm cho bản thân mình nữa xong. Ok. Đội hình tấn công. Cứ phải cướp. Hồi máu nhanh, hồi máu nhanh, hồi máu nhanh. Cắn thuốc đi, cắn thuốc đi. Rồi, rồi đánh Lai Ninh rồi. Tranh thủ đánh nó đi. Ui, hiệu quả vãi. Hai trăm phần trăm đi, 200% đi. Sắp được, sắp được rồi, sắp được 200% rồi. Sắp được rồi, sắp được rồi. Đứng giảm, đứng giảm. Đúng rồi. Oh yeah, 300%. Ui, chết luôn. Rồi, thắng rồi. Ô kìa, nó chưa chết. Súng kìa. Nè, rơi xuống đây. Nó có đi theo xuống không? Mọi người ổn chứ? Cháu nghĩ vậy. Nó đến kìa. Vãi lại đến. Còn hiệu ứng không đây hay lại phải ui giời, lại phải búp lại. Bực thế không biết nữa. Ui giời ơi, nó vả một phát. Mọi thứ tôi dồn cho cô đấy. Arigato. Cắn thuốc nào anh em. Cắn thuốc cái, cắn thuốc cái. Đừng chết, đừng chết, đừng chết. Đánh nó đi, đánh nó yếu rồi. Nẹt tẹt bô đi. Ơ, nó hết cái yếu kháng phép rồi. Cho niệm gì dở hơi ấy. Vừa nãy mình thấy có đủ, nó bị đủ hai hiệu ứng mà. Hai trăm phần trăm đi. Ok rồi. Giờ mày chết đi con ơi.
400% là mày toi luôn đấy. Thôi 400 rồi, giờ 500 thì xác định luôn. Nó làm gì ấy? Wrecking Ball. Con này là fan của Miley Cyrus ạ. Ngưng 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 anh, ngưng anh, ngưng anh. Phải hồi máu, phải hồi máu, chết hết cả lũ bây giờ. 570%. Sắp được 600 rồi. Ok, một đợt đánh nữa thôi. Nó xong. Ôi nó chưa xong. Mình nhìn nhầm. Tiết kiệm máu cái. Thế rồi đánh yếu rồi. Còn đúng con boss này nó trâu rồi đấy. Không có boost thì không làm ăn được gì. Tốn máu quá rồi đấy. Rồi, nó đánh Lightning rồi, tốt rồi. Không đánh mình là được. Ồ, nó đánh tất cả. Hồi máu một lượt rồi để tấn công tập thể nào. Đấy, cứ phải mạnh như vậy. Nó yếu kháng phép rồi kìa. Mấy ông bà này làm phép được cơ, chưa đến 200 máu, Lightning chắn toàn hơn 200 rồi. Cái gì ấy, thua hay thắng ấy? Ô, thắng ạ. Quả đấy nó tự tử hay là nó chuẩn bị ra chiêu thì mình giết được nó. Medic đã... Lightning giờ làm Medic được này. Sa giờ làm Commando được này. Tốt quá rồi, mình sẽ đổi cho thằng Sa sang Commando. Ông này ông ấy phải bắn súng thì phải là sức mạnh vật lý chứ. Boone sẽ định làm gì với cái thứ máy đấy? Lightning đang nói về chuyện gì đây? Mục tiêu là mục tiêu. Cô có vẻ đơn giản quá nhỉ? Đó là chuyện của tôi. Tôi cũng có một mục tiêu. Tôi có thể chiến đấu không? Cậu có thể sống sót đấy. Ô, được upgrade vũ khí này. Đôi, 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 đôi. Chỗ save game đâu để tôi đi update vũ khí thử xem nào. Được update vũ khí rồi, trời ơi. Nhầm, upgrade chứ không phải update. Update thì là cập nhật à. Phải upgrade, nâng cấp. Sao chưa đấy thấy điểm save game là vậy ta? Kia rồi. Oh yeah. Nâng cấp cái kiếm cho Lightning đi. Đây thì phải, đúng rồi. Xem nào, cái đồ gì nhiều nhất để mình thử ở đây. Cái này có 18 này. Nâng cấp 10 cái liền đi. Vẫn chưa lên cấp nhưng mà nó lại được bonus 50% cho lượt nâng cấp tiếp theo. Lên level 2 rồi, từ 15 đến 19. Đáng kể đấy. Mới tới lên cấp à? Ủa cút, cái này nhiều điểm thế cơ à? Tôi cấp 2 lên cấp 7 này. Ủa chết, từ từ xem nó tên là gì đã. Digital Circuit. Được, được. Digital Circuit. Đồ nhớ tới cái tên này rồi. Có chữ Circuit. Ok. Vậy là đồ bây giờ mạnh quá chút chết rồi. Mình cứ ép hết đồ cho Lightning thế này, người khác thì sao? Thôi để lần sau vậy. Hoặc là bây giờ mình đi cày quái để kiếm điểm nhỉ. Được đấy, ý tưởng này hay đấy.